dàn diễn viên Thương Ngày Nắng Về đã có dịp gặp lại nhau đúng dịp cuối năm, khi cùng tham gia đóng một tiểu phẩm trong chương trình gặp gỡ diễn viên truyền hình 2023. Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, Lan Phương, Huyền Ly Di, Ngọc Huyền, Doãn Quốc Đam, Đình Tú, bé So Tuấn Phong đã cùng nhau trở lại căn nhà cũ, đầy ắp những kỷ niệm thương nhớ của gia đình bà Nga. Tuy nhiên, trong lần gặp lại này, gia đình bà Nga còn đón thêm hai vị khách nữa, đó chính là mẹ con Hạnh và bé Happy. Ở Thương Ngày Nắng Về, nam diễn viên nhí Tuấn Phong đóng vai bé So còn ở Đừng Làm Mẹ Cáu, Tuấn Phong lại trở thành bé Voi. Hai bạn diễn viên nhí đã có cuộc gặp gỡ vô cùng thú vị. Trong khi bé So đang ngơ ngác không hiểu bạn Happy là ai thì Happy lại nhất quyết đó chính là bạn Voi của mình. Mọi người trong gia đình cũng bật cười với màn gặp gỡ thú vị của hai bạn nhỏ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.